động vật hoang dã hay các loài động vật quý hiếm ở Việt Nam hiện nay đang trong tình trạng báo động vì nạn săn bắt cũng như mua bán trái phép qua biên giới. Sự biến mất của một số loài động vật hoang dã không chỉ do môi trường sống bị phá hủy mà còn do con người trực tiếp gây ra. Hoạt động săn bẫy thú rừng làm cho số lượng động vật hoang dã bị giảm một cách nhanh chóng. Bảo vệ động vật hoang dã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo cân bằng sinh thái. Môi trường sống trong lành, mang giá trị kinh tế, phục vụ sản xuất nông nghiệp và tạo điều kiện phát triển cho ngành y học. Trong clip này, chúng ta cùng tìm hiểu về loài động vật được coi là huyền thoại nổi tiếng về sự thông minh và tinh ranh. Nhắc tới nó, người ta nghĩ ngay tới con vật gian trá, độc ác, có lẽ cũng là lý do khiến rất ít người có thiện cảm với con vật này. Cáo đỏ là loài lớn nhất trong chi cáo và là một trong những thành viên phân bố rộng rãi nhất của bộ ăn thịt, có mặt trên toàn bộ Bắc bán cầu bao gồm hầu hết Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Phạm vi sinh sống của chúng tăng lên song song với sự mở rộng của con người khi được du nhập vào Úc, nơi chúng bị xem là một loài gây hại cho các động vật có vú và các loài chim bản địa. Cáo lửa là thú ăn thịt cỡ trung bình, trọng lượng cơ thể từ 5 đến 7 kg. Hình dáng giống chó nhà nhưng mõm nhọn hơn, tai to vểnh cao, chân cao. Màu lông của cáo lửa có nhiều biến dị theo cá thể và vùng, địa lý, có thể đỏ, vàng nâu hoặc phớt đen. Cáo lửa có bàn chân lớn, gan bàn chân phủ lông, dài đuôi bằng 1/2 chiều dài thân, lông đuôi không xù. Đặc điểm sinh thái, cáo lửa sống trong nhiều dạng sinh cảnh khác nhau, như rừng, tràng cây bụi, đất canh tác nông nghiệp, gần các khu dân cư. Thức ăn là các động vật nhỏ như chuột, thỏ, chim. Côn trùng, giun, có thể ăn cả xác động vật và một số quả cây. Sống theo đôi, có thể giao phối quanh năm, thời gian mang thai 49 đến 55 ngày. Cả bố và mẹ cùng chăm sóc con. Con non trong 3 tháng đầu sau khi sinh chỉ sống trong hang, sau 1 năm tuổi thì rời bố mẹ và sống độc lập. Phân bố, nơi thu mẫu là tỉnh Cao Bằng, có thể có ở một số tỉnh biên giới phía Bắc, dọc biên giới Việt Trung. Giá trị cho da và lông đẹp đã được thuần dưỡng nuôi để lấy lông ở châu Âu. Tình trạng ở Việt Nam cáo lửa có vùng phân bố hẹp mới chỉ thu được mẫu tại tỉnh Cao Bằng. Số lượng và vùng phân bố bị giảm sút nghiêm trọng do rừng bị tàn phá và tình trạng săn bắn giáo giết diễn ra trong nhiều năm. Tình trạng hiện nay của cáo lửa tại Việt Nam là không rõ. Phân hạng, cáo lửa được xếp vào phân hạng DD, được coi là thiếu dẫn liệu khi chưa đủ thông tin để có thể đánh giá trực tiếp hoặc gián tiếp về nguy cơ tuyệt chủng. Biện pháp bảo vệ, cáo lửa được đưa vào sách đỏ Việt Nam nhóm 2B Nghị định 48 năm 2002. Cần tiến hành điều tra xác định rõ hiện trạng để có kế hoạch bảo vệ phù hợp, có thể nhân nuôi bán tự nhiên.